Chào quý anh em nha. Thì hôm nay đặt về mấy cái bình xà con Indo. Thì về bình Indo xong rồi, đợt này nó có một cái mẫu là hàng nội địa Thái Lan, mà phải nói với anh em là đỉnh đỉnh cao luôn em. Đây này, bình này là bình nội địa Thái Lan này. Mình sẽ mở cho anh em coi nha. Cái bình này á, là bữa trước là đặt về là có 3 bình thôi, là mấy anh em dàn nhau mua luôn á, là thật sự anh em luôn. Đây này, cái bình này này, nó cũng là một bình loại nội địa thôi, nhưng mà nó của Thái nha anh em nha. Thì bên phân phối họ báo với mình, thì thực sự là phải nói là cái bình này là anh em chơi mà anh em kiếm là không có đâu à, nó còn hiếm hơn bình Indo nhiều. Đây anh em, cái bình này anh em là bình Kenhin da băng. Đây em à, đây bình này, bình Kenhin da băng này anh em thấy không? Đó, Kenhin da băng nha. Chất lượng thôi khỏi nói rồi nha anh em nha. Đó thì cái bình này anh em giá của nó thì cũng khá là tốt, giá của nó 600.000 một bình nha anh em nha. Thì nếu mà anh em chúng ta thích thì anh em có thể liên hệ với Đạt. Đợt này mình về chắc được khoảng 5-60 bình gì đó. Thì cái loại này đợt trước nó không có hàng luôn, thì đợt này nó kiếm được nha. Loại này là loại nội địa Thái Lan nha, nhưng mà nó là mẫu Kenhin da băng nha anh em nha. Loại này rất xịn luôn. Với bình Indo là nó chỉ có 300 thôi, mà cái bình này nó tới 600 rồi nha. Đó, đây đây là bình Indo này. Bình Indo là nó có chữ là Kenhin Energy. Đây này không, Kenhin Energy nha, 300.000 một bình. Còn bình này là Kenhin da băng, bình này là 600.000 một bình nha anh em nha. Cái màu da của nó cũng khác, mà cái chữ ở đây cũng khác luôn, Kenhin da băng. Tem nó sẽ là tem Thái đâu nha, bên Thái Lan này. Đó, thì một bình này giá là 600.000 nha anh em nha. Số lượng thì nó cũng hơi có hạn, cho nên là anh em nào cần thì liên hệ với mình, tại vì nó có 5-60 bình thôi, cho nên là cần thì nhanh chóng liên hệ với mình nha. Đó, Kenhin da băng nha anh em nha. Thì cái loại này nó hiếm và nó chất lượng thì cao hơn bình kia nha anh em nha, chất lượng nó sẽ cao hơn. Đó, anh em nào muốn rẻ hơn thì chúng ta lấy bình Kenhin Indonesia, còn anh em nào thích thì anh em chơi bình Kenhin da băng luôn. Đó, bình nói chung là giá 600 mình vẫn cam kết với anh em rẻ nhất thị trường nha. Anh em nào cần thì liên hệ với shop nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều.